Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về vấn đề cách tạo ra vùng sáng và vùng tối trong ảnh của bạn. Có thể đó là ảnh chân dung, hoặc có thể là ảnh phong cảnh, bất kỳ một cái tấm ảnh nào mà bạn có thể sử dụng những kiến thức trong video ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn để tạo ra vùng sáng và vùng tối trong ảnh của bạn nhé. Ok, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh một cô gái như thế này. Và khi nhắc đến ánh sáng thì chúng ta sẽ nhớ đến cái adjustment nào các bạn. Đó có thể là brightness, level, curve, exposure. Và đây chính là những cái adjustment để giúp chúng ta có thể tạo ra ánh sáng. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần curve này nha. Mình sẽ nhấp vào curve và ở đây nó sẽ hiện một cái bảng như thế này. Bây giờ trước tiên á, mình sẽ nhấp đúp vào đây và mình sẽ đổi tên nó. Đây là vùng sáng nè. Ok, bây giờ mình sẽ tùy chỉnh vùng sáng trước. Để tùy chỉnh vùng sáng, bạn hãy nhấp vào trong cái phần giữa như thế này. Bạn nhấp vào và bạn hãy kéo lên trên. Thì bạn thấy cái tấm ảnh của bạn lúc này đó đã sáng lên, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tắt đi. Mình sẽ nhấp vào cái layer mask bên phải nè. Và mình sẽ đảo ngược vùng tròn lại. Mình nhấp Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn để đảo ngược vùng tròn. Và bây giờ bạn có thể sử dụng công cụ Brush. Brush tool và bạn để màu trắng lên trên. Màu trắng là lấy lại, màu đen là bỏ đi. Bạn có thể nhấp phím X trên bàn phím để chúng ta chuyển đổi vị trí giữa hai vùng màu đen và trắng như thế này. Ok, mình sẽ để màu trắng lên trên. Và bây giờ mình sẽ quét lên những cái vùng nào mà mình muốn cho nó sáng hơn nha. Ok, mình sẽ tạo một cái vùng sáng ở đây. Bạn có thể giữ Alt, giữ chuột phải và kéo lên trên, kéo xuống dưới để chúng ta tùy chỉnh độ cứng của brush. Mình sẽ kéo lên trên để cho brush được mềm hơn. Kéo qua phải, kéo qua trái để chúng ta tùy chỉnh size của brush nha. Ok, bây giờ mình sẽ quét lên cái vùng này. Và bạn nhớ để flow tầm khoảng 10%. Khi bạn để flow tầm khoảng 10% thì bạn quét lên thì bạn sẽ thấy nó mượt mà hơn ha. Đấy, mình sẽ kéo nhỏ lên một tí xíu và mình sẽ quét lên cái vùng mũi như thế này. Đấy, bạn hãy quét lên những cái vùng nào mà bạn muốn cho cái phần ảnh của bạn nó sáng hơn để tạo cái độ nét hơn. Ok, một tí lên ở cái đường viền mép như thế này. Ok, như vậy là xong rồi các bạn. Nếu bạn cảm thấy cái phần ánh sáng này nó quá mạnh thì bạn có thể giảm cái phần opacity này xuống một tí xíu. Bạn muốn xóa đi thì sao? Bạn thể nhấn phím X để chúng ta đưa màu đen lên trên. Và chúng ta sẽ quét vào những vùng này. Thì bạn thấy phần ánh sáng bây giờ nó đã mất đi. Mình sẽ đưa màu trắng lên trên và quét vào những vùng mình muốn có ánh sáng. Ok, và đây là trước và đây là sau. Và tương tự như vậy, với những vùng mình muốn cho nó tối đi, mình sẽ tạo thêm một cái curve. Và ở đây mình sẽ kéo cái thanh giữa này xuống phía dưới. Thì bạn thấy bức ảnh của mình bây giờ bắt đầu nó tối đi rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ nhấp Ctrl Y vào layer mask này để chúng ta loại bỏ hiệu ứng. Và mình sẽ tô vào những vùng nào mình muốn cho nó tối đi, dùng công cụ brush tool và đưa màu trắng lên trên. Flow là 10%. Ở đây vùng tối mình sẽ muốn cho nó tối thêm một tí nữa. Nếu như bạn cảm thấy nó nhiều quá, nó nặng quá thì bạn có thể giảm flow xuống tầm khoảng 5% thôi, như thế này. Và mình bắt đầu mình quét vào. Ok, mình sẽ quét lên phần lỗ tai này nữa. Ok, và đây là trước và đây là sau. Mình có thể nhóm hai cái này lại bằng cách bạn giữ phím Shift và bạn click vào hai layer. Bạn nhấp Ctrl G để chúng ta tạo ra một nhóm và nhấp đúp vào đây để chúng ta đặt tên cho nó là ánh sáng. Và đây là trước và đây là sau. Bạn thấy sự khác biệt rất rõ ràng đúng không? Mình sẽ đặt tên cái này là tối nè. Nếu như mình muốn cái phần ánh sáng ở vùng trán này tối hơn, mình sẽ nhấp vào layer mask của vùng tối này. Chọn màu trắng lên trên, chọn công cụ brush, flow tầm 10%, phóng to brush này ra và mình sẽ quét vào đây một tí. Thì bạn thấy cái phần trán của mình lúc này bây giờ nó đã tối đi rồi đúng không các bạn? Ok. Ok, và đây là trước và đây là sau. Nếu như bạn thấy cái đường viền bên ngoài này nó bị lem ra bên ngoài, nó tối á, bạn có thể giữ phím X, nhấn phím X màu đen và bạn xóa cái phần bên ngoài đi ha. Ok, như thế này. Và ngoài cái phần khơ này ra thì bạn có thể sử dụng được rất là nhiều cái khác cũng được, cũng tương tự như vậy nha các bạn. Bạn có thể sử dụng brightness and contrast nè. Bây giờ mình sẽ tắt cái phần ánh sáng này đi, nó quay trở lại ảnh như góc rồi ha. Bây giờ mình sẽ nhấp vào layer bên trái nè và mình có thể tùy chỉnh giảm cái độ tối của nó. Ok, tăng contrast lên như thế này. Rồi bạn có thể nhấp vào bên đây và chọn Ctrl Y và bạn có thể dùng công cụ brush để chúng ta đưa màu trắng lên trên, nhấm phím X đưa màu trắng lên trên và bạn tô lên những cái vùng mà bạn muốn cho nó tối đi.
Flow bạn cũng nên để thấp thôi ha. Rồi như thế này. Đấy, chẳng hạn như vậy. Bạn có thể nhấp Ctrl J để chúng ta tạo ra một bản copy nữa. Và nhấp vào layer mask này, mình sẽ đổi cho nó một cái màu trắng. Bằng cách là nhấm VIP Alt Backspace, nó sẽ đổi một cái màu trắng lên đây. Nhấp vào layer bên trái này và tăng cái brightness này lên. Giảm contrast này xuống. Và bạn nhấp vào layer mask và chấp Ctrl Y. Và tiếp tục như vậy, bạn đưa màu trắng lên trên và tô vào những vùng mà bạn muốn cho nó sáng lên. Vùng mũi nè các bạn. Ok. Ok. Và đây là trước và đây là sau. Gom hai này lại Ctrl G. Đây là trước và đây là sau. Có rất nhiều cách để bạn có thể tạo ra vùng sáng và vùng tối trong ảnh của bạn với các adjustment layer về ánh sáng. Và mình vừa hướng dẫn cho các bạn là một trong những cách đó. Thì hy vọng là các bạn yêu thích thủ thuật này. Nếu như bạn thấy hay, hãy cho mình một like và bấm đăng ký kênh của mình nhé. Nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy cho mình một like và bấm đăng ký kênh của mình để xem những video mình thường xuyên chia sẻ về Photoshop nha các bạn.